Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái giá đỡ điện thoại này. Cái này được làm bằng tre ghép. Cái này mình mua ở cửa hàng IKEA. Nhìn nó nhỏ, khá là nhỏ mà rất là đẹp. Mặc dù nhìn nhỏ như vậy nhưng mà khi mà mình để điện thoại hoặc là mình để máy tính bảng, nó giữ rất là chắc chắn. Ở chỗ này nó có dán một cái miếng giống như là chất liệu vải để khi mà mình để cái điện thoại vô nó sẽ không bị chầy hoặc là bị ảnh hưởng đến cái điện thoại. Cái này nó có hai cái khe, một bên lớn và một bên nhỏ. Bây giờ mình sẽ để điện thoại thử lên cho các bạn coi nhé. Khi mình để điện thoại lên, nó sẽ nằm gọn như vậy ha. Nhìn rất là dễ coi, rất là chắc chắn. Ngoài điện thoại mình có thể để được tablet nữa. Ví dụ mình thử để cái tablet này chẳng hạn. Rất là chắc chắn đúng không? Rất là cứng.